Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 6, ngày, giờ, phút, ngày, tháng. Bài 30, ngày, tháng. Sách giáo khoa, trang 116. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé. Trước tiên cô trò chúng mình cùng nhau khám phá kiến thức của bài. Các em hãy quan sát lên màn hình. Trên màn hình đó là một tờ lịch của tháng 11 đấy. Các em hãy quan sát xem trên tờ lịch ghi những gì. Đáp án của cô như sau. Trên tờ lịch có ghi tháng 11. Và ở đây các cột ghi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và tương ứng với các cột thứ đó là các số là tương ứng đó là ngày. Theo thứ tự từ ngày 1 cho đến ngày 30. Vậy bây giờ chúng mình sẽ quan sát xem bạn robot nói gì nhé. Bạn robot nói tháng 11 có 30 ngày. Chúng ta quan sát lên tờ lịch xem bạn robot nói có đúng không nhé. À, như vậy tháng 11 có 30 ngày. Đó là đúng đấy các em. Tiếp tục bạn robot lại nói ngày 1 tháng 11 là thứ 2. Bây giờ chúng mình sẽ quan sát xem trên tờ lịch ngày 1 tháng 11 có phải là thứ 2 không nhé. Đây là vị trí ngày 1 tháng 11. Ứng với cột ở trên đó là thứ 2. Như vậy ngày 1 tháng 11 đó là thứ 2 đấy. Các em quan sát xem bạn Mai nói gì nhé. Bạn Mai nói ngày 20 tháng 11 là thứ 7. Chúng mình quan sát trên tờ lịch xem có đúng ngày 20 tháng 11 là thứ 7 không nhé. Đây là vị trí ngày 20 tháng 11. Chúng mình gióng lên tờ lịch ở trên đó chính là thứ 7. Như vậy, ngày 20 tháng 11 là thứ 7 đó. Bây giờ chúng mình hãy quan sát tiếp. Các em ạ, trong một năm có 12 tháng và những tháng có 31 ngày. Đó là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 12 là những tháng có 31 ngày. Tiếp tục chúng mình quan sát. Trong tờ lịch của một năm thì tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 là những tháng có 30 ngày. Và tháng 2 là tháng có 28 hoặc 29 ngày. 29 ngày đối với những năm là năm nhuận. Còn bình thường, các năm bình thường thì tháng 2 là tháng có 28 ngày. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về tờ lịch của tháng 11, biết được những tháng nào có 31 ngày, tháng nào có 30 ngày và tháng nào có 28 hoặc 29 ngày. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học để chúng mình làm các bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Tìm hai con vật có cùng ngày sinh. Các em hãy quan sát. Đây là hình ảnh các con vật. Và quan sát cho cô giáo. Đây là hình ảnh hai con vật đã được nối mẫu cho chúng ta quan sát. Đó là con vật thứ nhất là con chó. Con chó cầm mảnh giấy ghi ngày 10 tháng 1. Đây chính là ngày sinh của con chó là ngày 10 tháng 1. Và chúng ta sẽ tìm con vật có cùng ngày sinh với con chó đó là con bò. Ngày 10 tháng 1. Để chúng mình nối hai con vật có cùng ngày sinh với nhau. Tương tự như vậy, chúng mình hãy quan sát và tìm xem hai con vật nào có cùng ngày sinh thì chúng mình nối vào với nhau nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào.
Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Tiếp theo chúng mình quan sát đây là hình ảnh con mèo. Con mèo ghi ngày 8 tháng 3. Đây là ngày sinh của con mèo. Vậy chúng mình sẽ tìm xem con vật nào có cùng ngày sinh với con mèo. Con vật có cùng ngày sinh với con mèo đó chính là con trâu. Ngày 8 tháng 3. Như vậy chúng mình đã tìm được ra hai con vật có cùng ngày sinh nữa, đó là con mèo và con trâu. Tiếp tục chúng mình quan sát, đây là hình ảnh con dê. Con dê sinh ngày 11 tháng 6. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm xem con vật nào có cùng ngày sinh với con dê. Đó chính là con thỏ đấy. Con thỏ cũng sinh ngày 1 tháng 6. Vậy chúng mình sẽ nối hai con vật này với nhau vì hai con vật này có cùng ngày sinh, đó là ngày 1 tháng 6. Tiếp tục chúng mình quan sát hình ảnh con lợn. Con lợn sinh ngày 14 tháng 8. Và chúng mình tìm thấy con vật có cùng ngày sinh với con lợn, đó là con chim. Chúng mình sẽ nối hai con vật có cùng ngày sinh với nhau, đó là ngày 14 tháng 8. Như vậy vừa rồi, qua bài tập 1, chúng mình đã tìm được hai con vật có cùng ngày sinh với nhau rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2, chúng mình quan sát đó là tờ lịch tháng 12. Bây giờ chúng mình quan sát yêu cầu như sau. Ý A, nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây. Ở trong tờ lịch này có một số ngày còn thiếu, đó là chúng ta thấy ô trống có dấu hỏi chấm. Nhiệm vụ của các em là phải điền các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 vào các ô trống còn thiếu để chúng mình hoàn thành tờ lịch tháng 12 đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta điền các ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 12 nhé. Mời các em làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Trong tờ lịch ở đây, số còn thiếu đó là ngày 10. Ngày 12, sau đó đến ngày 13, 14, rồi đến ngày 15, 16. Tiếp theo, chúng mình quan sát ngày 17, ngày 18, ngày 19. Và đây là vị trí ngày 20. Ngày 21, sau đó đến vị trí ngày 22. Ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26. Ngày 27 và ngày còn thiếu ở đây là ngày 28. Ngày 29, ngày 30 và ngày 31. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành các ngày còn thiếu có trong tờ lịch tháng 12. Tiếp tục chúng mình quan sát ý B nhé. Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tháng 12 có bao nhiêu ngày? Chúng mình hãy quan sát trên tờ lịch xem tháng 12 có bao nhiêu ngày. Tháng 12 có 31 ngày đấy. Đây là vị trí ngày cuối cùng của tháng 12. Chúng ta trả lời là tháng 12 có 31 ngày. Câu hỏi thứ hai, ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy? Muốn biết ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy, chúng mình quan sát tờ lịch nhé. Đây là ngày 1 tháng 12, chính là chúng ta gióng lên thứ, đó là thứ tư. Vậy chúng mình trả lời đó là ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ tư. Tiếp tục câu hỏi 3, ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy? Ngày cuối cùng chúng mình quan sát trong tờ lịch đó là ngày 31. Và gióng lên thứ thì chúng mình thấy đó là ngày 31 thì vào thứ 6 tháng 12. Vậy chúng mình trả lời là ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ 6. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi. Chúng mình hãy quan sát tờ lịch tháng 1 trên màn hình.
Trả lời cho cô giáo câu hỏi sau. Tháng 1 có bao nhiêu ngày? Chúng mình hãy quan sát xem tháng 1 có bao nhiêu ngày nhé. Chúng mình quan sát thấy tháng 1 cũng có 31 ngày đấy. Vậy chúng mình trả lời tháng 1 có 31 ngày. Câu hỏi số 2. Ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 là thứ mấy? Các em ạ, ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 đó là vào thứ bảy đấy. Đây chính là ngày 1 chúng ta gióng lên, đó là thứ bảy. Vậy chúng mình trả lời là ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 là thứ bảy. Tiếp tục chúng mình quan sát câu hỏi tiếp theo. Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy? Chúng mình quan sát nhé. Ngày 1 tháng 2 cùng năm. Muốn biết ngày 1 tháng 2 cùng năm thì chúng mình sẽ xem ngày cuối cùng của tháng 1, đó là ngày 31. Và sau ngày 31 thì sẽ sang tháng 2, đó là ngày 1. Thì vị trí ở đây, ngày 1 tháng 10, tháng 2 cùng năm sẽ là vào thứ 3. Vậy chúng mình trả lời là ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ 3. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.